Bằng Châu xin thân ái kính chào quý khán giả của đài CBN trên băng tần 14.5. Sau đây kính mời quý vị theo dõi bản tin buổi tối của đài với một số tin đặc biệt như sau. Nhiều bãi biển ở Australia mở cửa trở lại sau khi số người nhiễm bệnh trên đà giảm đi. Tỷ lệ lây nhiễm coronavirus ở Thổ Nhĩ Kỳ đang ở mức cao nhất hơn cả Hoa Kỳ và Âu Châu. Bộ trưởng Tài chính Mnuchin cho biết gần đạt được thỏa thuận cho các khoản vay doanh nghiệp nhỏ. Diễn biến dịch bệnh viêm phổi COVID-19 tại Việt Nam. Và bây giờ kính mời quý vị theo dõi phần tin thế giới. Kính thưa quý vị, nhiều bãi biển ở Australia mở cửa trở lại sau khi số người nhiễm bệnh trên đà giảm đi. Ba bãi biển nổi tiếng tọa lạc tại thành phố Sydney của Australia đã tái mở cửa vào ngày 20 tháng 4 theo giờ địa phương sau nhiều tuần lễ bị phong tỏa vì đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, bãi biển Bondi, thường thu hút nhiều người đến thăm nhất, vẫn tiếp tục đóng cửa để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh vừa nêu trên. Chính sách cấm tụ tập trên ba bãi biển Coogee, Maroubra và Cloverleigh hiện đang dần được nới lỏng để người dân có thể đến đây tập thể dục, đi tản bộ, bơi lội và lướt sóng. Tuy nhiên vẫn phải giữ khoảng cách cố định với người khác. Nhờ những đạo luật đóng cửa biên giới và kiểm soát mọi nhất cử nhất động của người dân trong nước, nên số người bị thiệt mạng vì virus corona ở Australia vẫn thuộc hàng thấp nhất trên toàn cầu. Trung bình vào mỗi ngày chỉ có tối đa 40 người bị lây nhiễm coronavirus. Chính phủ Australia đang cân nhắc việc nới lỏng một số chính sách trong cuộc họp nội các vào ngày thứ Ba, 21 Tây tháng 4. Tỷ lệ lây nhiễm coronavirus ở Thổ Nhĩ Kỳ đang ở mức cao nhất bên ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ và Âu Châu. Bộ trưởng Y tế Thổ Nhĩ Kỳ Fretin Koca vào ngày Chủ nhật 19 tháng 4 cho biết số người lây nhiễm coronavirus trên toàn quốc nay đã chạm ngưỡng là 83.306 người, còn cao hơn cả Hoa Kỳ và những quốc gia trong khu vực Âu Châu. Chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ qua, tại Thổ Nhĩ Kỳ đã có thêm 3.977 người nhiễm bệnh, trong bối cảnh lệnh phong tỏa vẫn đang có hiệu lực tại 31 tỉnh thành lớn, bao gồm thành phố đông người sinh sống Istanbul. Trong một tuyên bố đưa ra trên mạng xã hội Twitter, Bộ Y tế Ankara tuyên bố số người chết cũng đã vượt qua mức 2.000 người sau khi có thêm 127 trường hợp tử vong vì đại dịch COVID-19. Trường hợp lây nhiễm đầu tiên đã được ghi nhận tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 10 Tây tháng 3. Còn số này đã tăng cao gấp nhiều lần trong những tuần lễ sau đó. Tính đến nay, chính phủ đã xét nghiệm hơn 634.000 người. Và số người lây nhiễm COVID-19 ở Tây Ban Nha đã vượt ngưỡng 200.000 người. Thể theo thống kê mới nhất từ Bộ Y tế, số người được chẩn đoán lây nhiễm COVID-19 ở Tây Ban Nha nay đã vượt qua mức 200.000 người, tính đến ngày thứ Hai, 20 Tây tháng 4. Chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ đã có thêm 4.000 người xét nghiệm dương tính với coronavirus, biến Tây Ban Nha trở thành nơi có số người ngã bệnh cao thứ hai trên toàn thế giới, chỉ đứng sau Hoa Kỳ. Số người chết cũng tăng từ 20.453 người trong ngày Chủ nhật lên mức 20.853 người trong ngày thứ Hai. Khoảng 2 triệu mặt nạ y tế do Trung Quốc sản xuất đã nhập cảng sang căn cứ quân sự Torre John de Ardos của Tây Ban Nha từ Thượng Hải, sau đó chia đều cho những thành phố đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh trên toàn cõi quốc gia. New Zealand kéo dài lệnh phong tỏa thêm một tuần tới. Chính phủ New Zealand vào ngày thứ Hai 20 tháng 4 cho biết rằng quốc gia này hiện đang có kế hoạch kéo dài lệnh phong tỏa trên toàn quốc sang thêm một tuần lễ nữa. Sau đó sẽ nới lỏng một số lệnh cấm để cho người dân có thể nối lại các sinh hoạt thường ngày, nhằm mục đích giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng dân cư. Trong cùng một phát biểu đưa ra trước báo giới, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern còn tuyên bố tình trạng khẩn cấp sẽ tiếp tục ở tầm thứ ba trong hai tuần lễ sắp tới, để bảo đảm tất cả cư dân tuân thủ theo chính sách cấm đi lại và tụ tập ở chốn đông người,
vì đây là biện pháp hữu ích có thể kiểm soát được sự lây lan của virus corona, là nguyên nhân gây ra đại dịch COVID-19. So với những quốc gia khác trên thế giới, các chính sách phòng bệnh của New Zealand đang được xem là khắt khe nhất. Trong ngày thứ hai chỉ có thêm 9 người xét nghiệm dương tính, nâng tổng số người nhiễm bệnh lên mức 1.440 người. Kính thưa quý vị, nhiều nơi ở Sri Lanka được phép hoạt động trở lại sau khi chính phủ nới lỏng lệnh phong tỏa giữa đại dịch COVID-19. Lệnh thiết quân lực có hiệu lực trong vòng 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày ở Sri Lanka đã được nới lỏng vào ngày thứ Hai, 20 Tây tháng 4, cho phép một số nơi trên toàn quốc hoạt động trở lại. Tuy nhiên, người dân vẫn phải ở yên trong nhà từ 8 giờ tối cho đến 5 giờ sáng ngày hôm sau. Thời gian còn lại họ có thể sử dụng để đi lại đó đây trong thành phố hoặc làm những công việc quan trọng như đi khám bệnh, ngân hàng, mua thuốc và thức ăn. Lệnh phong tỏa ở Sri Lanka đã được ban hành vào ngày 20 Tây tháng 3 nhằm để kiểm soát sự lây lan của đại dịch COVID-19. Chính sách này đã khiến cho nhiều người lâm vào cảnh thất nghiệp, đồng thời gây nên tình trạng kinh tế suy thoái ở khắp nơi. Thủ đô Colombo hiện vẫn đang áp dụng lệnh thiết quân lực trong suốt 24 tiếng đồng hồ vì mật độ dân số cao đang khiến cho dịch bệnh dễ dàng lây lan. Tại những thành phố khác, dịch vụ giao thông công cộng chỉ được phép chở một nửa lượng hành khách để mọi người có thể giữ khoảng cách 2 mét với nhau. Lệnh cấm mua bán rượu nay đã được dỡ bỏ. Vào ngày thứ Hai 27 tháng 4 tuần tới đây, hầu hết các cơ sở thương mại ở tỉnh Western Province, trong đó bao gồm thủ đô Colombo, sẽ được hoạt động trở lại. Sri Lanka hiện nay có 295 người lây nhiễm COVID-19 và 7 người được cho là đã tử vong. Thêm 1.426 người lây nhiễm COVID-19 được ghi nhận trong vòng một ngày ở Singapore. Bộ Y tế Singapore vào ngày thứ Hai 20 tháng 4 loan báo, chỉ trong vòng 24 tiếng đồng hồ đã có thêm 1.426 người bị lây nhiễm coronavirus, nâng tổng số người bị nhiễm bệnh trên toàn quốc lên mức 8.014 người. Vì diện tích đất đai chật hẹp, nên tỷ lệ nhiễm bệnh ở Singapore đang được liệt vào hàng nguy hiểm và có thể dễ dàng lây lan sang quốc gia láng giềng Malaysia. Hầu hết những bệnh nhân vừa mới ngã bệnh được xác nhận là người nhập cư ngoại quốc đến Singapore làm việc, từng phải sống chen chúc trong những khu ký túc xá kém vệ sinh. Suốt thời gian qua, chính phủ Singapore đã làm mọi cách để kiểm soát sự lây lan của COVID-19, từ việc ban hành lệnh phong tỏa cho đến theo dõi mọi nhất cử nhất động của người dân. Tính đến nay, ở Singapore đã có 11 người chết vì coronavirus, trong khi số người nhiễm bệnh đang đứng ở hàng cao nhất vùng Đông Nam Á, vượt qua cả Indonesia, Philippines và Malaysia. Xin quý vị tiếp tục giữ màn hình của đài CBN trên băng tần 14.5 sau một vài thông tin bảo trợ cho đài. Băng Châu sẽ trở lại với phần tin Hoa Kỳ.